Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Việt Nam và Thế giới ngày 8 tháng 10 năm 2013 trên kênh truyền hình VTC10 Nét Việt. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý trong chương trình. Ngoại trưởng và báo chí Cộng hòa Pháp vinh danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Việt Nam tích cực tham dự các hoạt động tại hội nghị cấp cao APEC 21. Triển vọng công nghệ sinh học cho sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dư luận quốc tế những ngày này tiếp tục chia buồn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và vinh danh vị tướng huyền thoại này. Tại Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao và nhiều tờ báo của nước này đánh giá Đại tướng là một chiến sĩ vĩ đại của Việt Nam. Trong một bản thông cáo đặc biệt đề ngày 5 tháng 10, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà yêu nước và một con người phi thường. Ngoại trưởng Fabius nhắc lại rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người gắn bó sâu sắc với văn hóa Pháp. Trong khi đó, các tờ báo lớn của Pháp ca ngợi Đại tướng là một chiến lược gia xuất sắc của thế kỷ 20. Nhật báo L'Humanité đăng lại bài phỏng vấn của đặc phái viên Dominique Barry với Đại tướng vào dịp kỷ niệm 50 năm sau trận chiến Điện Biên Phủ. Nhan đề của bài báo là trích đoạn phát biểu của vị tướng huyền thoại: "Tôi là một đại tướng cho hòa bình, chứ không phải cho chiến tranh." Những cuộc tiếp xúc của các ký giả phương Tây cho thấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải là một chiến thuật gia khô khan như người ta tưởng, mà ông cũng lãng mạn như bao con người khác. Đại tướng cũng thích thơ phú, văn chương, yêu quý các tác giả Mỹ và nhất là các nhà văn Pháp. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị cấp cao lần thứ 21 Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã diễn ra vào các ngày 7 và 8 tháng 10 tại đảo Bali, Indonesia. Đoàn đại biểu Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đã tham dự hội nghị. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà Indonesia, ngài Susilo Bambang Yudhoyono khẳng định những thành công của APEC trong việc đưa ra diễn đàn trở thành một động lực thúc đẩy sự phát triển của các nền kinh tế thành viên. Các nhà lãnh đạo đã trao đổi về vai trò của APEC trong việc củng cố hệ thống thương mại đa phương. Bên lề hội nghị, lãnh đạo Việt Nam và Indonesia đã tiến hành ký kết chương trình hành động giai đoạn 2014-2018, triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng gặp gỡ lãnh đạo gần 20 tập đoàn, công ty lớn, đại diện cho Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại APEC. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong việc tái cơ cấu nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có đối tác Hoa Kỳ. Sáng ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cung hữu nghị Việt-Trung. Đây là một trong những dự án hợp tác hữu nghị lớn nhất giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây. Công trình cung hữu nghị Việt-Trung được xây dựng trên khuôn viên rộng 3,3 hectare với diện tích xây dựng gần 14.000 m², tổng vốn đầu tư xây dựng công trình gần 140 triệu nhân dân tệ do chính phủ nước Trung Quốc tài trợ không hoàn lại. Đây là một cái công trình văn hóa rất là lớn và nó sẽ là cái nơi giao lưu cho cái hữu nghị nhân dân của Việt Nam với nhân dân Trung Quốc và với các nước khác. Công trình cung hữu nghị Việt-Trung được xây dựng trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10. Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày tách mổ ca sinh đôi Việt và Đức. Đây được coi là sự kiện lớn của ngành y học Việt Nam và đã được ghi vào kỷ lục Guinness Thế giới năm 1991. Ngày 4 tháng 10 năm 1988, một ekip mổ gồm 70 bác sĩ giỏi nhất của các bệnh viện đã tập trung tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành ca phẫu thuật tách rời hai bé sinh đôi Việt và Đức. Ca phẫu thuật thành công đã trở thành kỳ tích của nền y học Việt Nam trong nỗ lực đem lại một cuộc sống độc lập cho hai đứa trẻ bị dính liền các bộ phận trên cơ thể với nhau. Buổi lễ kỷ niệm 25 năm có sự góp mặt của những người bạn đến từ các nước như Nhật Bản và Anh Quốc. Họ là những người đã hỗ trợ hết mình cho ca phẫu thuật từ những ngày đầu và đã cùng nhau hồi tưởng về ký ức đặc biệt này. Sự tận tâm của các bác sĩ Việt Nam cùng với sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần của bạn bè quốc tế đã thể hiện tình cảm thiện nguyện không biên giới của con người. Tiếp nối buổi biểu diễn tại Hà Nội, đoàn múa nghệ thuật Candoco đến từ Vương quốc Anh đã có buổi biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình đặc biệt kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vương quốc Anh và 20 năm Hội đồng Anh tại Việt Nam. Với chùm 3 tác phẩm múa đương đại Studies for Sea, Set and Reset Reset và Imperfect Storm,
Kandoko đã đưa khán giả đi khám phá những cấu trúc và chuyển động nền tảng của múa. Nếu như Studies for Sea kể câu chuyện trong một không gian hẹp, thì Set and Reset Reset mở ra không gian tưởng tượng tự do và bay bổng cho người xem. Imperfect Storm lại như một vở kịch múa, có cốt truyện, lời thoại và vũ điệu. Các vở múa không làm nổi bật riêng một nhân vật nào, mà mỗi nghệ sĩ như một nốt nhạc trong bản hòa tấu đầy biến ảo. Đặc biệt, buổi biểu diễn có sự tham gia của ba nghệ sĩ là người khuyết tật. Kandoko đã khiến công chúng phần nào thay đổi ý niệm về người khuyết tật, cũng như mang lại cho người khuyết tật sự tự tin về bản thân. Với mong muốn truyền bá văn hóa du lịch của Việt Nam tới các bạn trẻ và du khách quốc tế, nhóm tình nguyện viên Việt Nam và nước ngoài đã tổ chức Ngày hội Việt Nam 2013 lần đầu tiên tại Hà Nội vào cuối tuần qua. Phóng viên Việt Nam và Thế giới đã ghi lại những cảm nhận của các bạn sinh viên tham gia chương trình này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. I feel it has been a great success. I feel like the numbers have been way more than I anticipated, and it's just been a fantastic time for like pretty much everyone involved. It's been a lot of hard work and a lot of people, but to see this many people and this much exchange has been phenomenal. So I'm here since 7 months now, and I feel like I'm still learning a lot of things each time I join events like this, or each time I travel somewhere. So I have still 5 months. Khách nước ngoài họ đến Việt Nam và họ lại tham gia những cái chương trình mang tính quốc tế và lại nói về đất nước họ, thì điều đấy nó hoàn toàn không hợp lý một chút nào. Và chưa có một chương trình nào là người nước ngoài lại nói về Việt Nam cả. Chính vì vậy là bọn mình đã huy động một số lượng lớn tình nguyện viên nước ngoài đang làm việc cùng bọn mình tại trung tâm, tại tổ chức. Ngoài ra thì bọn mình cũng chờ sự trợ giúp của các cái bạn bè bên ngoài đã từng tham gia các chương trình của mình và tổ chức lên một chương trình liên quan tất cả nói về Việt Nam, nhưng mà lại do tình nguyện viên Việt Nam và tình nguyện viên nước ngoài tổ chức. Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, nhưng lại phải nhập khẩu một lượng lớn nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Điều này đã khiến cho ngành chăn nuôi của Việt Nam trở nên bị động, kém cạnh tranh, người nông dân có thu nhập thấp. Một giải pháp cho tình trạng này là áp dụng công nghệ sinh học thông qua hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước. Cuối tháng 9 vừa qua, Đại sứ quán Hoa Kỳ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo về công nghệ sinh học cho nông nghiệp Việt Nam. Một nội dung chính tại hội thảo là ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Do nguồn cung trong nước hạn chế, nên hàng năm Việt Nam phải nhập khẩu khoảng 2 tỷ đô la Mỹ nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi. Một số nguyên liệu chính bao gồm đậu tương, đậu nành, bắp và lúa mì. Hiện nay chúng ta như năm 2012 thì cái tỷ trọng của ngành chăn nuôi trong ngành nông nghiệp có khoảng chừng 24%, thì chúng ta định hướng đến năm 2020 thì sẽ nâng lên là 42%. Thì ước tính cái nhu cầu thức ăn chăn nuôi trong năm 2020 thì nó sẽ đạt cỡ khoảng trên 27 triệu tấn. Và với cái sản lượng cao như vậy thì như vậy hiện nay là chúng ta cũng không thỏa mãn được cái việc cung cấp nguyên liệu cho chính cái việc sản xuất thức ăn chăn nuôi của chúng ta ở trong nước. Hội thảo vừa qua đã giúp cho các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách thảo luận về lợi ích của công nghệ sinh học đối với nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực trồng trọt. Công nghệ sinh học giúp cây trồng tăng khả năng kháng sâu bệnh, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt và đạt sản lượng cao, giảm giá thành. Ước tính các lợi ích về mặt kinh tế từ cây trồng ứng dụng công nghệ sinh học đem lại cho nông dân trên khắp thế giới khoảng 9,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2008. So I think we are seeing now the growth in capacity. I think what is really needed now is to accelerate the research in more focused areas. And that's where government has a big role to play. Government has a big role to play by providing more funding, making it a priority, especially in the use of modern biotechnology. Dự kiến đến năm 2015, Việt Nam sẽ ứng dụng công nghệ biến đổi gen đối với khoảng 10 đến 15% giống cây đỗ tương và ngô. Đây là thông tin được đại diện Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đưa ra bên lề hội thảo vừa qua. Các hoạt động hợp tác, chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư nước ngoài cũng được khuyến khích nhằm đảm bảo sự phát triển cân đối và bền vững của ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam. Câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tháng 9 năm 2013, trên địa bàn Hưng Yên có 801 dự án của các doanh nghiệp trong nước đang triển khai thực hiện với tổng vốn đăng ký là 56.100 tỷ đồng.
hiện có khoảng 450 dự án của các doanh nghiệp trong nước đi vào hoạt động, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 6 vạn lao động. Khi tái lập tỉnh từ năm 1997, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 5 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 61,43 triệu đô la Mỹ. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 1996 đạt 36 tỷ đồng. Đến hết năm 2012, trên địa bàn tỉnh có 235 dự án có vốn đầu tư trực